好朋友，快乐父子俩。儿子的头大，手儿小，爸爸的头小，手儿大。大手牵小手，走路不怕滑，走呀走呀走走走走，转眼儿子就长大。手儿大，大手牵小手，走路不怕滑，走呀走呀走走走走，转眼儿子就长大。儿子的头大，手儿小，爸爸的头小，手儿大。大手牵小手，走路不怕滑，走呀走呀走走走走，转眼儿子就长大。哟呼，bố đầu nhỏ, con đầu to.Tập 24 Bệnh hay quên. Hôm nay là sinh nhật của Kẹo Bông. Con phải đi chúc mừng sinh nhật bạn ấy cơ mà. À đúng rồi, con quên mất. Con đi luôn đây. À, con quên mang quà rồi. Quên mang bánh kem rồi. Quên mang nến rồi. Bây giờ đi được rồi. Đứng lại. Con chỉ mang mỗi hộp nến đi sinh nhật thôi à.Ơ, quà và bánh để quên trong phòng rồi. Sao trí nhớ của con kém thế? Có gì đáng ngại đâu, quay lại lấy là được mà. Con đồ to, đóng vòi nước giúp mẹ. Vâng, giặt đồ giúp mẹ trước đã. Hoạt hình bắt đầu chiếu rồi. Được thôi, được. Cứ quyết định vậy nhé. Hả? Con đầu to. Thôi xong, rốt cuộc là cái vòi nước nào chưa tắt nhỉ? Sao cái gì cũng quên thế? Xem ra mình phải dạy dỗ bệnh hay quên của con đầu to thôi.Sao không có mùi gì gì cả vậy mẹ? Thế à, chắc mẹ quên cho muối rồi. Mặn quá đi mất. Mặn chết được. Cái này hình như cho hơi nhiều. Mẹ cũng đáng trí quá. Con bảo không có gì đáng ngại đấy thôi.Mẹ tập về ơi, TV không có chương trình gì cả. Có phải bị hỏng không ạ? Mẹ quên chưa nộp tiền truyền hình cáp. Hả? Nhưng hôm nay có hoạt hình. Con gọi điện cho Kẹo Bông, sang nhà em ấy xem. Ơ, điện thoại bị sao vậy mẹ? Ôi, mẹ cũng quên nộp tiền điện thoại rồi. Mẹ, mẹ. Có gì đáng ngại đâu, mai đi nộp tiền là được mà. Hoạt hình hay quá. Mẹ Kẹo Bông không quên gì cả. Mẹ tập về ơi, mẹ sao vậy? Mẹ mắc bệnh hay quên rồi. Mẹ ơi, mẹ. Con là ai? Con là con đầu to đây. Mẹ quên cả con rồi ư? Làm thế nào bây giờ? Con muốn mẹ tập về của con cơ. Con đầu to ngoan. Chúng ta giúp mẹ tập về nhớ ra chúng ta là được mà. Chiêu này có tác dụng không?Anh xem. Đây là tranh con vẽ. Xem ra cách của em có tác dụng rồi. Mẹ cái gì cũng quên. Con phải giúp mẹ làm lụng mới được.Thế còn được. Có một đứa con có ý thức thật tốt. Ơ,
chuyện gì vậy? Ai da, toi rồi, quên nộp tiền điện rồi. Lần này là quên thật. Để con tự mặc ạ. Mẹ mắc bệnh hay quên. Bố cứ đi trông nom mẹ đi, con không muốn mẹ đi mất đâu. Con sợ đến thế à? Đương nhiên rồi, con chỉ có một người mẹ thôi mà. Mẹ ơi, chuyện gì vậy? Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ. Bố đầu nhỏ ơi, nhất định là mẹ đi mất rồi. Chuyện này à? Mẹ tập về. Cuối cùng mẹ cũng đã về rồi. Con tưởng mẹ không nhớ ra nhà mình nữa. Ngay rồi, trước khi nộp tiền điện, quên đóng thiết bị điện. Ôi, trí nhớ của tôi. Không sao đâu, con sẽ nhắc mẹ. Con là con đầu to, mẹ thơm con đi. Mẹ quên gì chứ không bao giờ quên con đâu. Con trai ngoan của mẹ. Đại hiệp đến. Bố về rồi đây. Sao không có ai thế này? Lạ nhỉ. Ta là hiệp khách núi Côn Lôn. Ngươi là ai? Dám xông vào núi Côn Lôn, xem đây. Đại hiệp Côn Lôn tha mạng. Đại hiệp Côn Lôn tha mạng. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Đại hiệp đầu núi nhỏ Nga Mi này không dễ động vào đâu. Hai bố con đang làm gì vậy? Ngươi là ai? Đúng thế, ngươi là anh hùng phương nào? Đừng vậy nữa. Đồng hai người có ra thể thống gì không? Làm loạn cả nhà lên. Con đồ to muốn làm đại hiệp, anh chỉ chơi cùng con thôi. Đại hiệp mà lại làm nhà cửa rối tung lên. Làm gì có đại hiệp nào đáng ghét như thế. Mẹ tuyên bố hai bố con không ai được làm đại hiệp hết. Không làm đại hiệp được rồi. Con không phải là đại hiệp đáng ghét. Không phải. Bố đồ nhỏ ơi, có cách gì để mẹ tập về đồng ý cho con làm đại hiệp không? Giống như đại hiệp oai phong trong tivi. Cái này à? À, có rồi. Anh muốn làm gì? Cướp đây, đưa túi xách cho tôi. Mơ à, nếu tôi không đưa thì sao? Không đưa, tao gan gớm nhỉ. Hãy xem cây gậy trong tay tôi đây. Ở ngay cửa nhà tôi mà còn dám ngông cuồng như vậy, tôi sẽ cho anh nếm mùi lợi hại. Không phải chứ. Ai da, không được. Ai da, phải xử lý đồ khốn nhà ngươi. Đứng lại, đứng lại. Nghe tôi nói đã, đứng lại. Hỏng bét rồi. Đứng lại, đứng lại. Cứu tôi với. Đừng chết điện. Mẹ tập về. Đừng đánh nữa, đó là bố đầu nhỏ đấy. Hả? Hai người làm trò gì vậy? Con xin lỗi. Mẹ tập về, con và bố đầu nhỏ chỉ muốn diễn một vở kịch thôi. Bố đóng vai kẻ xấu, con là đại hiệp, đánh đuổi kẻ xấu. Như vậy thì mẹ sẽ cho con chơi trò đại hiệp. Sao có thể chơi một trò quái đản như vậy với con nhỏ chứ? Con đồ to muốn làm đại hiệp, nên anh... Đại hiệp dễ làm đến vậy sao? Đó là trên tivi hư cấu ra thôi. Trẻ con không được tùy tiện bắt chước. Anh biết, nhưng hành hiệp trượng nghĩa cũng là phẩm chất nên có của một nam tử Hán. Đúng thế, mẹ nói làm người phải dũng cảm đấy thôi. Phục hai bố con luôn. Hai người muốn hành hiệp trượng nghĩa thì ra ngoài. Không được làm một đại hiệp chỉ biết gây rối ở trong nhà này. Hay quá, mẹ tập về đồng ý rồi. Bố đầu nhỏ ơi, từ ngày mai bố luyện công cùng con nhé. Không thành vấn đề. Luyện công sẽ nguy hiểm đấy. Anh sẽ trông chừng con. Vậy thì được. Đa tạ minh chủ võ lâm. Phật Sơn, vô ảnh cướp, tung chân đón gió.
Hóa ra đang nằm mơ. Mau đưa túi cho tôi. Đã bảo không được quậy phá trong nhà kia mà. Ai đùa với bà? Mau đưa túi đây, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu. Ây da, bố đồ nhỏ, anh sáng tạo hơn đi được không? Vẫn cái kiểu quá trang này. Lộn xộn cái gì? Đưa đây mau. Anh cướp thật đấy à? Không phải bố đồ nhỏ. Dừng tay, dừng tay. Hai người là... Bọn ta là đại hiệp, hành hiệp trượng nghĩa. Con đầu to, Phật Sơn vô ảnh cướp. Đến lượt ta, chày cán bột vô địch. Đại hiệp, xin tha mạng. Không sai, bọn ta chính là đại hiệp. Chính hắn, chính là hắn. Thật tài ba. Đúng vậy. Đa tài đại hiệp. Xem ra võ lâm minh chủ này phải nhường ngôi thôi. Sau này hai người cứ gọi ta là nữ hiệp tạp về.